Ok, hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel mình Sống Dừa TV. Thằng cầm máy quay tiếp tục là Hình Kha TV các bạn. Ở sau lưng mình đang đứng là cái hồ kêu là hồ Sông Miêu, một trong những cái hồ rất là nổi tiếng tại Ninh Thuận mình. Hiện tại bây giờ nó đang hết nước các bạn nhìn kìa. Đó, nước nó đang gọi là rất là ít luôn nha các bạn. Anh em mình hôm nay sẽ có một cái video cho các bạn xem ở cái hồ này, là câu cá và cắm trại ở đây. Chiều anh em mình sẽ về, tại mai mình đi Sài Gòn, mình đi miền Tây các bạn. Bởi vì mình định làm 24 giờ ở đây luôn, nhưng mà chiều mình về các bạn, để mai anh em mình giữ sức khỏe đi miền Tây. Hôm nay sẽ thực hiện một video câu cá đây. Trên tay Huy nó đang cầm ba cần, ba anh em mình câu cá và nấu nướng ở đây cho các bạn xem nha. Thì ở đây mình cũng chuẩn bị một cái thùng đá này. Ở đây Kha review cho các bạn xem luôn. Đây, đồ nghề của anh em mình bữa nay mang theo. Thì cũng mấy cái mồi mà để câu cá các bạn, với lại ít đồ nấu ăn. Có đem theo một lon gạo nữa nha các bạn, để trưa anh em mình nấu cơm nha. Nếu có cá thì anh em mình nấu cơm, còn không cá thì không có cá thì sao? Không, mình có mua một bị tép để mình câu cá các bạn. Nếu mà không có cá anh em mình sẽ nghiên cứu, mình lấy tép đâu mình nấu canh chua luôn. Canh chua với tép kỳ ngon đó nha. Bây giờ mời các bạn hãy theo chân anh em mình để xuống kia để câu cá nha. Đó, đi. Đi mấy anh ơi, mày xuống, mày xuống, mày xuống. Wow, nước nó cạn kìa ta. Bình thường là nó táo đâu? Lúc mà nước mưa là nó táo nào? Lên đây này. À, có cái thềm đây này. Lúc mà nước mưa nó lên tới đó. Nhưng mà bây giờ nó quá cạn các bạn, hạn hán quá. Ninh Thuận giờ này nó nắng quá các bạn ơi. Thôi đi xuống đi. Có anh kia câu cá kìa, không biết có hay không nữa, tao coi thử coi. Cá trắng không hơn chú? Ồ, đã kìa ta. Cá mới dính đó, cá đồ về lâm trà chứ ăn khó ăn thì nữa. À, khó ăn lắm hả? Sương lắm. Sương lắm hả? Ừ. Để con coi, cho con coi chút xíu nha. Ôi dồi ôi, đã quá ta. Wow. Là chú câu là chú có bán không? Không. Hả? Nhiêu này bán con triệu được không? Ừ. Cười hả? Không, một lát nào mà tụi con câu không có cá là con mua chú nha. Mua chú bán cho con nha. Bán cho tụi con, kể nó không có cá thì mình nghiên cứu món gì đó mình làm ẩm thực được coi. Đâu bây giờ mình coi, ngồi đây câu với ông chú vô, chú cho tụi con ngồi đây câu luôn nha chú. Đi, rồi set up cần câu ra câu các bạn ơi. Ở đây mình chơi màu tép nha các bạn. Màu tép thì câu cá rô phi đúng không Huy? Ừ. Cá rô phi thì nát. Ôi, dỡ gỡ cái cần ra cho các bạn xem luôn. Cần nó dài kinh khủng luôn. Cần mượn của anh. Mượn hả? Mình cũng có cái cần máy, nhưng mà bữa nay làm miếng đeo cần máy quá. Đeo cần máy nhiều khi câu không có con nào, quê quá mấy bạn ơi. Kha nó chửi hoài thôi. Ồ, hai thằng bạn nãy xuống mà khai áo có không? Dính cái vô cái bữa. Ôi. Ừ, khỉ khô. Dính cái bụng. Nãy anh quên mặc áo cục tay nắng quá. Thở trời, dân Phan Rang Ninh Thuận mà phải gian nắng dầm mưa rồi chứ. Không? Con chú lên tu vi rồi. Lên tu vi rồi cho con cháu xem. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú? 79 rồi. 79 tuổi. Chú cha. Ôi, chú cha mẹ ông, ơi. Ông kêu bằng ông luôn ông ơi. Quên. Ông luôn. Ông ơi, cái thói quen mình hay kêu bằng chú vậy chứ thiệt ra là chú là à, tôi nghe cho ngoài tôi 29 tuổi. Cho ngoài. Vậy là kêu bằng ông ngoại. Ông ngoại. Kêu bằng ngoại cho ông ngoại cho thân mật đi. Tình hình là ông ngoại 79 tuổi mà ông ngoại vẫn đi câu. Ông ở đâu ông? Ninh Quý. Ninh Quý mà qua hồ Sông Miêu là nó tầm khoảng cỡ 40 mấy cây à. 40 mấy cây số. Rồi ông đi bằng xe máy hay xe gì? Xe máy để trên câu. À gì hả? Hay dữ ta. Các bạn thấy không? Thôi cái số con gặp toàn là người già, toàn là lớn tuổi không à. Con quay biết bao nhiêu cái video là toàn là người già lớn tuổi không. À, bây giờ sáng giờ là ông câu là tình hình là cũng rất là nhiều cá nha các bạn. Nãy mình đã dỡ lên cho các bạn xem.
là tầm cỡ 50 con. Đây nè. Đó, một đống cá nè. Có 50 con cá nha. Chừng 3 kg rồi. 3 kg rồi các bạn. Rồi ông câu cá này về ông làm gì? Kho cho cá ăn. Ủa sao mình không lấy mình làm thức ăn mà mình kho? Không. Ăn tôi đâu có ăn. À gì không? Dính không? Dính không? Không. Tôi ăn cùng mình, tôi ở cùng mình. Ủa, rồi vợ ông đâu? Mất lâu rồi. Mất lâu rồi, giờ này giờ ở của mình. Rồi bắt đầu mình kho cá, mình câu rồi mình về mình kho cá rồi cho cá nó ăn lại. Ủa, hay dữ ta. Hồi đó con lúc mà con nuôi cá trê con cũng vậy, con hay đi đánh cá rồi con về con nấu cho mấy con cá nó ăn á. Cũng vậy đó. Trưa ở ăn cơm với tụi con nha. Trưa nấu ông cháu mình làm bữa cơm cho nó tình cảm. Lên tivi rồi về nhà mở tivi rồi xem rồi cho nó coi như là con tặng cái video này dành cho ông đi. Đó, ví dụ như tụi con câu không có cá rồi lát con xin ông vài con cá nấu canh ông cháu mình ăn nha. Vô tư luôn đúng không? Rồi ngon. Anh em mà cứ tự nhiên nha. Cười. Hôm nay tôi dặn là lúc ăn là bắt con nào lớn là bắt ăn chứ nhỏ dạ. Đừng ăn. Ý là ông câu cá này các bạn, ông sẽ về nấu trong những cá trê nhà ông nuôi á. Rồi cho cá ăn chứ không có lấy nấu nha. Nếu mà mình trường hợp anh em mình câu không có cá thì anh em mình sẽ sử dụng, xin ông vài con cá lớn lớn, anh em mình sẽ nấu nồi canh chua cho ông cháu ăn. Với coi như cái video này tặng cho ông làm kỷ niệm luôn. Cười. Cái dính cá. Ôi cái dính cá rồi. Rồi đem không? Cái trắng bự. Từ từ ông ơi, từ. Rồi. Không sảy đâu. Không sảy đâu. Bự chà bá lửa luôn ông ơi. Ồ, đem không các bạn? Ông để đó con. Đó. Dính cá quá ơi. Gì vậy mày? Nè. Cá trắng này. Phải không? Cá trắng. Lâu thằng này nó câu dính cá là quá. Cá trắng này. Lên cho các bạn xem coi thôi. Cá đẹp nha. Cực kỳ đẹp luôn. Cá màu trắng nõn luôn. Ồ, đúng là người ta nói cá trắng nó màu trắng. Bỏ vô cái vỏ của ông chú luôn. Cho nó sống luôn. Ồ, cá trắng. Bá luôn trời. Cho các bạn xem kỹ lại mày. Này cầm lên. Ồ, nó móc có một cái mép của mình. Ồ. Để gì sao mấy bạn thấy? Để nghe qua đó chứ. Đó, chồng bá luôn các bạn. Rồi bỏ vô xô cho cô. Này, bà cho. Ok, ngon á. Có tương lai rồi đó. Nãy giờ ba thanh niên câu dính được con duy nhất à. Được con cho mọi người. Một con nữa các bạn. Con này to hơn rồi nha. Con này có vẻ to rồi nha. Quỳnh Kha nó mới câu dính một con nữa. Bự quá các bạn. Quá bự luôn rồi ơi. Đẹp không? Rồi bỏ vô mày. Câu là phải vậy chứ. Vậy là nãy sáng giờ anh em mình câu được nhiêu con rồi? 5 số con. Mình nãy giờ cũng câu được khoảng 5 con rồi. Sớm vừa đã câu không con luôn á. Xạo quá, nãy giờ ông chưa câu con nào nữa. Nãy giờ nó có ăn không? Sao không biết sao. Đảo màu chưa? Đảo màu rồi. Xin màu của chú chưa? Đó màu mà chưa ăn là do số mạng là không câu dính cá rồi mấy anh ơi. Chú ông ngậu ông câu rồi sáng giờ, ông quại câu rồi sáng giờ 50 con rồi kìa. 3 kg rồi. Dính không Kha? Dính rồi. Kha nó làm con nữa các bạn. Bự không? Cá trắng không à. Nãy giờ không có thằng nào mà câu dính con cá rô phi cho coi luôn. Ở đây cá trắng không hả ta? Nó đi theo đèn hay sao á? Cá trắng không à các bạn ơi. Nó đi theo đèn. Dính. 10 con như một luôn à. Bỏ vô chơi. Vậy như nó đi theo đèn. 10 con như một luôn. Về trên ăn hết rồi đi tiếp. Con thôi không đi đâu, nghỉ. Nhà ông nuôi bao nhiêu cá trê ở nhà? Không nhiều lắm. Nhiều lắm. Rồi ông thường cho ăn thực phẩm hay là ông có thực hai cả hai thứ. Ăn thực phẩm ăn cá rồi luôn. Ông ăn thực phẩm không đủ rồi, ăn không đủ no rồi mà ăn mà nó không phát triển bằng là cho ăn cá này ăn cá nó phát triển hết. Như con theo con là mình đánh lưới thì nó nhiều hơn chứ, mình câu gì nó lâu sao ông? Đi câu thích hơn chứ. Đam mê làm đam chim. Giờ là mình câu chứ vì đam mê thôi. À. Phải công nhận là hay thiệt. 70 mấy 80 tuổi rồi mà quẳng xách xe chạy 40-50 km đi câu cá về ra sông trâu luôn xa hơn trong trên này nữa. Sông trâu ngoài cái gì kia kia ngoài Bà Rấu ngoài Vũ Long. Vũ Long đi lên nữa
Mình câu là bữa nào mình không có đi câu mình có ghiền không ông? Nhớ chứ, không ghiền. Tôi ngồi ở nhà câu. Câu cái áo ở nhà. Câu lên thả xuống à. Ủa ghiền tới mức độ mà phải câu cá lên là thả xuống lại hả? Ồ hay với ta. Trường hợp này là mình năm nay là 27 tuổi là mình vẫn chưa nghe cái trường hợp này bao giờ. Chưa thấy trường hợp này bao giờ. Nói buông quá là tới câu. Ui chính rồi. Các bạn ơi, con này bự nè. Nhỏ, con nhỏ. Ồ, con này là có tầm cũng cỡ hai ngón tay nha các bạn. Rồi gỡ lên ông ơi. Ôi giời ơi. Nhưng mà phi. Nhưng mà cá này ăn ngon hơn cái loại cá trắng. Dạ, cá trắng nó xương không ạ? Xương. Cá nó dai thịt nha. Dạ. Giờ này trời hiện tại là trời nó rất là nắng nha các bạn. Khoảng 9 giờ. Nắng kinh khủng luôn. 9 rưỡi giờ. 9 rưỡi à, rồi. À 10 giờ 20 rồi. Ờ 10 giờ 20 rồi. Ở đây là vị trí núi các bạn thấy không? Mây rất là đẹp luôn, nhìn rất là lý tưởng, không biết là bữa nay có mưa không mà hình thành rất là nhiều mây luôn. Đó, khung cảnh rất là tuyệt vời luôn. Ở đây là một nhân vật của chúng ta cũng rất là tuyệt vời. Nhậu không? Ô, dính một con đó các bạn ơi, con này nhỏ à. Nhỏ. Con này có hai ngón tay à. Ông câu hai lưỡi nha các bạn. Quả câu hai lưỡi, hàng Huy thì nó ra qua kia. Đổi màu chưa Huy? Ok, đổi màu rồi, có ông ơi, câu vui vui. Còn Kha nãy giờ dính con nào mày? Dính nó không? Ủa, hai con luôn kìa. Chọc bá luôn các bạn. Từ 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 từ, trời coi chút xíu không ơi. Wow. Bự chọc bá luôn các bạn. Nè. Wow, con này bự khủng nè. Một con cá chép bự với là một con cá trắng với một con cá rô phi, hai con. Lần đầu tiên là con thấy giật dính hai con lần luôn. Hấp dẫn rồi các bạn. Chọc quá luôn. Rồi, bỏ vô ấy. Ui, cá. Dính đây. Cá hả? Món ăn này. Hay gì vậy? Wow. Một con nữa các bạn. Hay gì ta, cái này lần đầu tiên câu luôn hả? Ừ, lần này tao câu thiệt. Bộ cá này là cá sao nó ốm với ta? Cá nhìn. Trắng nó gì chứ sao ốm nhìn này. Ốm tầm ốm teo luôn. Cá trắng nó nhiêu này với đồ nhiêu nữa ông Thận? Ấm rồi mà chó. Rồi bỏ vô. Bỏ vô bây. Cá bự nè. Đâu, ông dính một con các bạn. Còn Kha. Kha dính một con nữa hả? Ồ, hai người câu dính hai con luôn. Nãy giờ anh kia mình câu cũng khá là nhiều rồi nha các bạn. Nó thành niên nãy giờ còn dính con cá trắng không à. Bỏ vào đây nào. Giờ này trưa rồi các bạn, 11 giờ mấy rồi. Kha với chú đang làm mớ cá này các bạn. Làm khoảng chục con thôi chú à. Chục con mình ăn đủ không? 3 người, 4 người. 4 người chục con thôi, ok thôi. Đó, chú đang làm cá, đang có kéo được cắt sẵn rồi nha. Lên chú lộn kêu ông hoài mà kêu chú hoài. Lên ông cháu mình làm bữa thịnh soạn coi. Giờ này cũng nắng không rồi các bạn. Tình hình là mình đang quay cái con GoPro nha các bạn. Con máy quay mình các bạn ơi, mình quay sáng giờ sao nó bị tình trạng sao nó khùng luôn các bạn, nó hư luôn rồi. Để lát mình coi thử lại. Tại con này mình có cái mic này các bạn. Để mình nói chuyện mà lọc gió rồi cho các bạn nghe đỡ nó đỡ tiếng gió nó khỏi đau đầu á. Nhưng mà bây giờ không có thì mình bắt buộc phải quay theo cái con Google này nha. Để lát mình sửa lại coi như thế nào, hy vọng là nó sẽ không hư các bạn. Nó hư là không biết làm sao luôn á. Sửa chứ sao.
Thì sửa là nó mình đi quay được không có quay nó bất tiện lắm. Ngày mai đi quay. Anh em mình đang lựa chọn một vị trí phong thủy rất là ổn định để làm buổi trưa hôm nay nha. Sắm dừa nó đang nấu, các bạn thấy cái view cảnh đây như thế nào? Đặt cái lò ở một vị trí rất là phong thủy đúng không? Thủy đang nấu cái này giữ phong thủy. Đang nấu canh nha các bạn, nấu canh chua. Ủa, ông Hoài đâu? Ở dưới kia lát lên sao? Kêu ông lên nha. Mình nấu xong rồi. Rồi ok, kêu quậy lên ăn là vui các bạn. Ủa, khung cảnh ở đây thì các bạn khỏi cần phải bàn à đúng không? Phải công nhận là đặt cái son ở đây đẹp đó Huy. Ừ, mình phải chọn vị trí. Nhìn ở vị trí bên kia mình thấy cảm thấy mây thấy không? Đó, quá tuyệt vời luôn. Ủa, nó cháy tóc, táp chân mày luôn à. À, vô là... Wow, nó sao rồi này mọi người. Ừ, chú nó cha rồi, đã quá. Ừ, bây giờ là mình sẽ cho cá vô nha. Cho cá vô. Cho cá vô. Mình bóc tay luôn. Tại vì mới nãy mình có cái giá mà. Có giá không? Có cái giá luôn. Sorry. Đường bồ ngon là mình bỏ rồi, bị sẵn đó nha. Ok. Đó, nước sau mình bỏ cá vô cho nó khỏi tanh nha. Đúng rồi, bỏ cá cho khỏi tanh. Cho nó ngọt cái nước. Chứ mà cái nước nó không có sao bỏ cá vô là ăn như ấy luôn. Cái gì? Nó tanh lắm, ăn khó chịu lắm. Thôi ơi. Bỏ trái cóc vô cho nó chua thôi không? Chi cái đó là xà lơ á. Sao vậy? Ủa nhưng mà canh chua tao nấu thử, nó canh chua. Nấu thử. Nó lạ mà, thế đi cóc vô. Ở đây không lạ. Không lạ, thích lạ thôi. Mày ăn hết cóc luôn mày, đến đầu cháy chưa? Mày ăn hết cóc luôn à? Không. Ờ. Trên núi, trên rừng không có cóc ăn đâu á. Ăn hết luôn à? Chá, nghĩ ở đây mình dầm cái này ra chút xíu nha. Cho nó chua nè, đó. Dầm cái khế ra. Ăn hết rồi hả? Ăn hết cóc luôn à. Cá này xương đầy luôn. Đa phần là xương. Nó ăn kìa, wow. Không có ớt luôn mà ông cha. Thôi cho nó ăn, đừng quay nữa thèm. Bây giờ mình quay cái này, tập trung vào cái nồi canh của mình đi nè. Ngon quá. Nấu canh nhanh đây, kêu ông Quậy lên ăn cơm cho Quậy, đói bụng lắm. Cái quan trọng là cái con tép. Thấy chưa? Wow, tép rồi nè, bỏ vô coi nó vàng, nó đỏ ta. Coi nó đỏ lên nè. Wow. Cái này là mình ăn tép chứ ăn canh. Ăn tép hả? Ăn tép với lại cá thôi à. Vô. Nhìn là mình thấy phê rồi đó. Còn mấy bạn thấy như thế nào? Wow. Vào canh tép luôn. Ok, xéo dê. Đã không? Canh đã. Chua tép. Canh chua tép và cá đồng. Quá phê luôn. Trên rừng trên núi mà có được cái nồi canh này là hết sảy luôn á nha. Cắt một trái chanh ra đi. Làm gì? Nặng vô. Canh chua nặng chanh cha. Thiệt. Cái nồi canh chua mà mình nặng chanh vô á, nó sẽ có một cái vị chua rất là thanh, rất là ngon. Đó là cái điểm mà gọi là cái tuyệt chiêu bí quyết. Đâu có dao đó không? Hoặc mình là cắt... lẩu. Cái dao mới nãy đâu? Mình cắt cho luôn. Kha đã cất rồi. Kha nó có cái dao rồi không? Mày cắt dao bên kia đâu mà. Rồi khỏi bóp ra luôn, bóp ra luôn. Khỏi còn dao luôn. Cái kinh nghiệm bóp của mình là mình bóp nát cái chanh luôn. Ok. Cơm đồ nó xong hết rồi các bạn ơi. Đây. Nãy giờ con kêu ông Hoài vô ăn cơm mà ông Hoài câu ráng câu tới giờ này luôn. Mình sẽ bới cho mỗi người một chén cơm nha. Đây con Hoài đây. 79 tuổi rồi. 79 rồi. 12 giờ trưa nắng các bạn. Đúng rồi. Vẫn ngờ câu. Đúng rồi. Thôi lấy canh qua cho ông ăn. Dạ. Đây con múc kìa. Đồ, nồi canh tép thằng nóng. Đúng cái thằng này nó thằng sớm dừa này nó tính hay nè. Nó biết là câu không có cá bởi vậy nó lấy tép nấu canh luôn à. Tép thì mà nó mua cả ký thôi chứ. Sớm cho nó chắc. Dạ nó tên là sớm dừa không, sớm dừa Tháp Chàm mà khác. Này sớm dừa ở Phú Quý. Mà làm bó cơm đi đít thôi, ông nọ này thì có cho cơm chiên canh mà ông bó nè. Khổ ông sớm dừa này thì có cho. Đây cái này của Kha. Cũng có thằng bạn nó ở sớm dừa Tháp Chàm á. Có luôn. Ờ. Ừ. Để đây cho bạn Kha nha. Giờ mình đi ăn cái này. Ăn cái nắp son hả? Đó. Quá tuyệt vời. Trên rừng, trên núi, tình hình là thiếu đủ. Mấy sư huynh rồi? Nãy đủ đủ không sư huynh? Ủa sao chén mà lấy thiếu mà đủ lấy dư là sao ta? Ủa? Cú Kha này. Sao Hoài ăn đủ kỳ vậy Hoài? Trời ơi sao ăn đủ kỳ vậy ông? Đủ rừng. Chết thì chưa. Đây mình chan canh vô trong cái nắp mình ăn luôn. Rừng mà. Wow.
Lá giang. Ồ, ngọt nước ngọt. Ngon không? Ngọt nước. Không, sớm vừa nấu cái gì cũng ngon á, công nhận á. Gì hả? Nãy khùng khùng mà được cái nấu ăn ngon. Là mình ngại mình chết luôn á. Đây. Mời tất cả mọi người nha. Chù cho. Wow, nó ngọt quá trời. Ngọt quá luôn hả? Ngọt lắm. Nó sảy con bò bảy luôn. Kích kích tiếp cho lại con cá nó ra. Nãy bó cơm ít thờ bó nhiều quá ăn nó khó ăn. Ăn nó khó. Rồi ông thường ngày ông ở mình rồi có con cháu rồi tao ở chung với ông không? Không ạ. Buồn dữ ta. Buồn lắm. Sao mình gặp toàn là những người lớn tuổi toàn là ở mình không ta? Neo đơn. Neo đơn không? Số mình gặp toàn người neo đơn không sao? Tốt ra mày đừng nên gặp ai chứ mày gặp cái là mày gặp một cái là người ta rơi vào cái neo đơn liền. Tức là sau này mình sẽ già. Mình già mình sẽ gặp xuống hòn cà rốt. Hiểu không? À sao? Nó đang nói gì vậy? Bạn tao nhiều khi nói vậy á. Tao cũng tao cũng biết nó nói gì. Tức là mình nghĩ sau này mình già mình có như vậy không? Tại sao mình lại gặp những cái hoàn cảnh đó rất là nhiều? Nếu mà sao mình già mà có khi mà già mà khoảng cỡ như tuổi ông đây mà con không có, cháu cũng không có luôn, rồi sống mình buồn chứ không? Buồn chứ. Nó có gọi là neo đơn không? Nhiều khi ông buồn không ông? Con cháu đông lắm chứ mà xa không à? Dạ ở xa không? Quỳ cuộc sống không? Nhiều khi chán lắm chứ. Đó mình nghĩ là cô đơn chứ không phải neo đơn. Mình cô đơn thôi, còn neo đơn nó khác nữa. Neo đơn là không con cái. Dạ đúng rồi. Mình cô đơn rồi có con có cái mà mình ở một mình và cô đơn. Cảm thấy mình lạc lõng dưới dòng đời á đúng không? Mấy bạn tâm sự đủ chưa? Gắp cá nè bạn. Để tôi ăn miếng mấy bạn nó buồn với mấy bạn không? Đem thì mấy cái cốc. Là tôi quay phim. Ha. Thấy không? Thấy không? Mình thấy một cái dấu hiệu của thằng quay phim mới rớt dọn nó miếng à. Chạy nước miếng rồi, chạy nước miếng. Đây đây. Rớt nó miếng rồi. Bây giờ mình sẽ cầm máy cho bạn sang nha. Cho nó cầm chút chờ cầm hoài ăn hoài mấy ông rên hoài, nóng quá mà. Bây giờ bạn Kha sẽ ăn thử cái món canh tép của mình nha. Thử coi. Ăn tép luôn cho nó có giá trị. Nhiều vô. Bể ghê bỏ. Trời ơi, chết nhỏ ghê là má. Wow, trời ơi. Ăn được không bác? Ngon. Ngon quá. Đây. À được. Oh my god. Ngon. Mặn ơi, nó lẹt thì ông bỏ thêm muối ớt nha ông. Sao thế sao? Ngon không? Ngon. Ngọt, ngọt nước. Nếu mình có lá é đồ không? Là é mình nêm hoặc là hành lá là é đồ. Trời ơi, nêm là y bài luôn á. Chứ cái này mình nêm bằng cái lá sầu dông. Trên núi thôi. Nó vẫn ngon các bạn. Trên núi ăn gì cũng ngon á. Mặc dù mình nấu nó cũng hơi dở hơn ở nhà nhưng mà ăn rất là ngon. Cảm giác nó rất là đói các bạn. Đói. Ông ăn xong ông về luôn hay ông câu tiếp? Câu tiếp. Wow. Wow, câu tiếp nữa rồi. Câu tiếp nữa, giờ này mà câu tiếp nữa. Nắng. Làm chịu khó quá. Wow, con mây nó kéo tới kìa. Còn mưa rồi các bạn ơi. Bữa nay xui quá các bạn. Trời mưa vô cái nhà cái đúp. Hư cái máy quay luôn à. Hư rồi. Máy quay con hư là ông gọi. Bị đá rồi rớt cát vô. Cát nó vô trong cái len đó. Nó đẩy ra để vô là cái ron nó bị tuôn. 30 củ phải len ra đi rồi. Không biết là có sửa được không. Mình mới ăn cơm xong rồi các bạn ơi. Giờ này là cũng 1:00 rồi. Mà các bạn nhìn kìa trời kìa. Đó, nó đang kéo mây mù đen thui luôn các bạn thấy không? Đó, thằng Kha thì nó xuống kia nó đang rửa mấy cái chén nha các bạn. Còn ông ngoại thì ông xuống kia ông câu cá. Mình đã khuyên ông ngoại là trưa nắng rồi, thôi vô con nghỉ đi. Nhưng mà ngoại nói thôi để ráng câu mấy con nữa. 2 giờ về các bạn, giờ này các bạn thấy không? Trưa nắng quá trời nắng luôn, mây thì kéo rất là mù luôn. Mà ông ngoại xuống câu cá. Bây giờ cái mình với ông Huy, sẽ với ông Kha sẽ ở đây nghỉ ngủ tới khi mà xế chiều hoặc là có thể là trời mưa thì mình sẽ về nha các bạn. Chắc là có lẽ là xin phép các bạn kết thúc video tại đây luôn. Các bạn biết sao, bây giờ mình sẽ gom tất cả những cái máy móc lại hết, bỏ vô một cái bị để chống mưa nha các bạn. Giờ này mưa tới kéo tới kìa. Mình không biết được mưa tới khi nào nó tới nữa. Thì giờ gom tất cả máy quay lại hết, bỏ trong cái bị nha Huy, để chống mưa nha. Sẵn đây mình sẽ kết thúc cái video hôm nay. Mình đi câu cá mà cũng tuy nó không nhiều lắm nhưng mà cũng được chút ít.
và gặp một ông cụ ông ngoại rất là vui tính và rất là vui luôn các bạn. Thì video này hy vọng là mình sẽ gửi tặng ông cụ luôn các bạn. Đó thì các bạn xem video của mình, thấy yêu quý mình thì bấm like đăng ký kênh để ủng hộ anh em tụi mình nha. Bao nhiêu tiền video là cho ông cụ hết. Đúng rồi. Không nói nhiều. Bữa sau là mình sẽ làm một cái video mà ra nhà ông cụ để mình xem cái cuộc sống của ông cụ, ông cụ sống một mình như thế nào nha các bạn. Đó, tuy con cháu rất là đông nhưng mà ông cụ sống có một mình à. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Nhớ bấm like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bây giờ thì bye bye.